thế giới vẫn phải đối mặt với những thách thức không ngừng nghỉ từ các điểm nóng có nguy cơ bùng phát xung đột. Không chỉ ở các khu vực như Ukraine, Biển Đỏ hay Gaza, mà cả ở những quốc gia châu Phi như Sudan và Congo. Căng thẳng và bất ổn vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Những xung đột này không chỉ là vấn đề của những quốc gia và khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp, mà còn là thách thức đối với nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu. Trong dịp đầu năm mới, việc phân tích và hiểu rõ những điểm nóng này là những bước đầu tiên quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Kính chào quý vị, đây là chương trình cập nhật thông tin trong nước nổi bật đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị đón xem. Tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, International Rescuer Committee, IRC, công bố danh sách theo dõi khẩn cấp cho năm 2024, ghi nhận 20 quốc gia có nguy cơ suy giảm an ninh cao nhất. Các quốc gia này chỉ chiếm khoảng 10% dân số thế giới, nhưng chiếm 70% số người phải di rời, cùng với khoảng 86% nhu cầu hỗ trợ nhân đạo toàn cầu. Vào tháng 10 vừa qua, Liên Hợp Quốc ước tính hơn 114 triệu người đã phải di rời do chiến tranh và xung đột trên toàn thế giới. Đến nay, con số này có thể tăng cao hơn. CEO IRC David Miliband nhận định đây là thời điểm tồi tệ nhất, khi phải đối mặt với rủi ro khí hậu ngày càng tăng các khu vực xung đột và nợ công, suy giảm hỗ trợ quốc tế. Các tiêu đề báo chí ngày nay chủ yếu tập trung vào cuộc khủng hoảng ở Gaza. Có lý do chính đáng cho điều đó. Hiện tại Gaza là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với người dân thường, ông Miliband nhận định. Bà Isabel Aradon, tại nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế vào đầu tháng 12 năm 2023, phân tích với CNBC rằng tỷ lệ tử vong do xung đột trên toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ năm 2000. Tất cả các cảnh báo đỏ đều ở đó và trên hết thiếu phương tiện để giải quyết xung đột. Có rất nhiều cạnh tranh địa chính trị và ít mong muốn giải quyết những xung đột chết người này, bà nói thêm. Dưới đây là những khu vực có nguy cơ bùng phát xung đột trong năm 2024, do kênh CNBC Mỹ tổng hợp dựa trên phân tích từ các chuyên gia. Sudan, vị trí số 1 trong danh sách theo dõi của IRC là Sudan, nơi giao tranh nổ ra vào tháng 4 năm 2023 giữa quân đội và lực lượng bán quân sự có tên các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF. Các cuộc đàm phán hòa bình do quốc tế làm trung gian ở Saudi Arabia không mang lại giải pháp nào. IRC cho biết xung đột ở Sudan hiện đã mở rộng thành chiến tranh đô thị quy mô lớn và có nguy cơ lan rộng nghiêm trọng trong khu vực, với 25 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp và 6 triệu người phải di rời. RSF do tướng Mohamed Hamdan Dalago lãnh đạo đã mở rộng một cuộc tấn công đa hướng từ tâm trấn là thủ đô Khartoum. RSF được cho đã tiến vào miền trung Sudan lần đầu tiên trong những ngày gần đây, đã khiến nhiều người dân phải di rời hàng loạt khỏi các khu vực trước đây do lực lượng vũ trang Sudan nắm giữ. Bà Isabel Aradon đánh giá các sáng kiến hòa bình hiện nay rất hạn chế. Rõ ràng ở cấp độ toàn cầu có nhiều xáo nhãng, do đó tôi không nghĩ hiện tại có đủ sự tham gia nghiêm túc cấp cao cho các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Sudan, bởi vậy cần phải có một cú hích lớn hơn. Cộng hòa Dân chủ Congo. Cuộc bầu cử hỗn loạn vào tuần trước tại Cộng hòa Dân chủ Congo đánh dấu khởi đầu của một chu kỳ bầu cử mới sẽ tiếp tục đến năm 2024 trong bối cảnh dễ rạn nứt. Chậm chế kéo dài tại các điểm bỏ phiếu, trong đó một số điểm không mở cửa cả ngày, khiến sự kiện này kéo dài đến 28 tháng 12 ở một số khu vực. Một số ứng cử viên phe đối lập đã kêu gọi hủy bỏ cuộc bầu cử. Kết quả sơ bộ một phần cho thấy Tổng thống đương nhiệm Félix Tshisekedi đang dẫn trước trong cuộc bỏ phiếu. Chính phủ hôm 26 tháng 12 đã cấm các cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử do 5 ứng cử viên đối lập kêu gọi. Hỗn loạn chính trị xảy ra trong bối cảnh xung đột vũ trang đang diễn ra ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và tình trạng nghèo đói lan rộng. Các nhà phân tích tin rằng cuộc tranh luận kéo dài về kết quả bỏ phiếu có thể dẫn đến xung đột kèm tác động đối với khu vực rộng lớn hơn. Chúng tôi rất lo ngại về nguy cơ xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng. Vào năm 2018, chúng tôi đã thấy việc tranh chấp phiếu bầu là vấn đề lớn như thế nào. Nhưng bây giờ có thêm phiến quân M23 đang gia tăng giao tranh và tiến rất gần đến thành phố Goma, bà Aradon giải thích. Phiến quân M23 xuất hiện trở lại ở tỉnh North Kivu, tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo vào tháng 11 năm 2021. Các nhóm nhân quyền đã cáo buộc M23 về nhiều tội ác chiến tranh kể từ cuối năm 2022 khi nhóm này mở rộng tấn công. Sự kết hợp giữa bối cảnh chính trị rạn nứt và thiếu lòng tin, nổi dậy vũ trang đang diễn ra và áp lực kinh tế xã hội cực đoan khiến khu vực này trở thành mảnh đất màu mỡ cho xung đột vào năm tới. Vùng Sahel,
nhiều quốc gia trên khắp Sahel đã trải qua một loạt các cuộc đảo chính quân sự trong vài năm qua. Một phần là do tình trạng bất ổn ngày càng tăng khi các chính phủ nỗ lực giải quyết nổi dậy của phiến quân Hồi giáo đang lan rộng khắp khu vực. Vùng Sahel bao gồm Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia, Guinea, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria và Senegal. Trong đó Mali, Niger, Burkina Faso, Guinea và Chad đều phải hứng chịu các cuộc đảo chính và bất ổn nghiêm trọng trong 3 năm qua. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế cũng có lo ngại sâu sắc về khả năng bùng phát xung đột vũ trang ở Haiti, Guatemala, Ethiopia và Cameroon. Trong năm 2023, thế giới đã chứng kiến rất nhiều cuộc xung đột lớn ở nhiều khu vực. Những cuộc xung đột này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2024. Cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nga-Ukraine kéo dài xung đột đã gần 2 năm nhưng vẫn chưa kết thúc. Đến hiện tại, mối lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine đã giảm đi nhiều so với thời điểm mới nổ ra xung đột vào năm 2022. Tuy nhiên, cuộc xung đột vẫn leo thang rất căng thẳng. Cuộc xung đột đã đi ra ngoài kế hoạch ban đầu của Nga là kết thúc nhanh gọn do có sự tham gia của các nước phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine. Một vấn đề quan trọng là dù cả hai bên vẫn kéo dài cuộc chiến trong mệt mỏi và kiệt quệ cả tinh thần và vật chất, nhưng hai bên vẫn không thể ngồi vào bàn đàm phán vì khoảng cách lợi ích quá xa. Nga bác bỏ các công thức hòa bình của Ukraine, cho đó là vô lý khi tìm kiếm hòa bình mà không có sự tham gia của Moscow. Xung đột Israel-Hamas ở Gaza. Một trong những cuộc xung đột nổi bật được coi là điểm nóng nhất trong năm 2023 là xung đột Israel-Hamas. Đây là cuộc chiến tàn khốc nhất năm, gây ra thảm họa nhân đạo vô cùng lớn. Vấn đề Israel-Hamas và người tị nạn Palestine vốn là nỗi nhức nhối chưa thể tìm ra lời giải của thế giới hàng chục năm qua. Nhưng đến năm 2023, nó lại một lần nữa trỗi dậy và khiến cộng đồng quốc tế phải thực sự suy nghĩ để tìm ra giải pháp chấm dứt tình hình căng thẳng và thảm họa nhân đạo ở dải Gaza. Đến cuối năm 2023, cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người chỉ trong hơn 2 tháng bùng phát, đẩy hơn 2 triệu người vào cảnh mất nhà ở, thiếu thức ăn và nước uống. Ngoài ra, cuộc xung đột còn có dấu hiệu lan rộng ra Trung Đông, khi có nguy cơ kéo theo nhiều phe bên ngoài vào khi các nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn như Hezbollah, Liban, Houthi, Yemen liên tục tấn công Israel để thể hiện sự ủng hộ với Hamas. Đối đầu Mỹ, Houthi ở Biển Đỏ. Đây là một cuộc đối đầu căng thẳng chỉ vừa nổ ra ngày đầu năm 2024, có thể xem là một hệ quả của cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza. Houthi đã luôn gây ra các cuộc tấn công tàu hàng thương mại của nhiều nước ở Biển Đỏ để phản đối Israel trong năm 2023. Sau nhiều tháng, Liên quân Mỹ, Anh đã quyết định mở cuộc tấn công đáp trả, mở đầu cho năm 2024 vô cùng căng thẳng. Cuộc đối đầu ngày càng lên đến đỉnh điểm vì có nhiều bên tham gia hơn và Houthi thì vẫn tiếp tục các hành động tấn công mà Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc tế lên án. Dù Tết Nguyên đán là dịp để chúc nhau sự hòa bình và thịnh vượng, thế giới vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Những vấn đề tại Sudan, Congo cùng với tình hình không ổn định ở Ukraine, Biển Đỏ và Gaza nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và ổn định lâu dài. Trong không khí của năm mới, hy vọng về một tương lai hòa bình và an lành cho tất cả mọi người trên thế giới sẽ luôn là nguồn cảm hứng và mục tiêu phấn đấu của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin nổi bật tại nhiều khung giờ để phục vụ quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.